chuyện tình nhà nàng ở cạnh nhà tôi, hai người vốn ở cùng xóm hoặc gần nhà, là bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau trước nay đã từng được kể trên mạng xã hội. Tuy nhiên, yêu và cưới hàng xóm ở sát vách nhà thì quả thực hiếm có khó gặp. Đây cũng là chia sẻ của anh Nguyễn Tuấn Vũ, một nhiếp ảnh gia tại Ninh Bình. Theo Tuấn Vũ, trong 3 năm quay phim, chụp ảnh tại các đám cưới, nhưng đây lần đầu tiên anh gặp một đám cưới mà nhà cô dâu và chú rể ở sát tường nhau như thế này. Cụ thể, ngày 5 tháng 11 vừa qua, Tuấn Vũ đến chụp ảnh tại đám cưới của cô dâu Như Quỳnh và chú rể Huy Chỉnh. Điều đáng nói là, thay vì ekip quay phim, chụp ảnh phải nhanh chóng di chuyển, chạy đi chạy về giữa hai nhà nam nữ để kịp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại, thì Tuấn Vũ và các thành viên trong ekip đã có một buổi sáng làm việc hết sức thong thả. Lý do thật bất ngờ, khi nhà cô dâu và chú rể ở sát vách, thậm chí rạp đám cưới cũng cho chung một rạp cho cả hai nhà. Hai nhà sát tường cùng tổ chức một đám cưới. Nhiếp ảnh Tuấn Vũ thể, mấy năm làm quay phim đám cưới, hôm nay lần đầu gặp cô dâu chú rể nhà sát vách. Áo dài đỏ là mẹ chú rể, áo dài xanh là mẹ cô dâu. Và hai bà đang đứng trước cửa nhà của mình. Tình yêu không khoảng cách là đây chứ gì nữa. Mà mình tự gọi sát vách như này thì một năm về ngoại mấy lần. Kèm theo chia sẻ là những bức ảnh chụp hai nhà cùng mẹ cô dâu chú rể, hai bà thông gia nhà sát vách đang tất bật chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ cưới của các con, lo tiếp đón khách chu đáo nhất. Nhiều người xem xong hình ảnh này tỏ ra vô cùng thích thú vì hiếm khi có một đám cưới mà hai nhà lại là hàng xóm của nhau thế này. Theo Tuấn Vũ, một số người tỏ ra bất ngờ, thậm chí là hoài nghi trước đám cưới hai nhà chung tường như thế này. Nhiếp ảnh lý giải, câu chuyện có thật 100% và bức ảnh chụp hai nhà cạnh nhau hoàn toàn không bị cắt ghép, chỉnh sửa. Chuyện nhà sát nhau nhưng số nhà cách biệt, anh Tuấn Vũ cho hay vì nhà chú rể hai mặt tiền nên mới có chuyện khác số như vậy. Những hình ảnh về đám cưới lạ này ngay sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đa phần mọi người đều chúc phúc cho đôi uyên ương và tỏ ra ngưỡng mộ mối tình không khoảng cách của cặp đôi này. Chuyện tình nhà hàng ở cạnh nhà tôi cũng khiến nhiều người tò mò. Được biết, cô dâu Như Quỳnh 23 tuổi là cựu sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Còn chú rể Huy Chỉnh 30 tuổi cũng chính là anh hàng xóm cùng lớn lên bên cô. Cặp đôi Ninh Bình đã cùng trưởng thành, chứng kiến mọi bước ngoặt quan trọng của nhau. Quen biết nhau từ nhỏ, theo lời kể của chú rể Huy Chỉnh, bố anh còn nhận Như Quỳnh là con nuôi từ trước. Tuy nhiên, mãi đến khi trưởng thành, họ mới bắt đầu nảy sinh tình cảm và quyết định về chung một nhà sau một thời gian yêu đương. Sau khi Như Quỳnh chính thức tốt nghiệp đại học, hai bên gia đình đồng thuận chúc phúc, bàn tính chuyện trăm năm cho đôi trẻ. Cách đây hơn một tuần, hai nhà đã tổ chức lễ ăn hỏi và hôm 5 tháng 11 là lễ cưới, ngày cặp đôi Ninh Bình chính thức nên duyên vợ chồng. Như Quỳnh chia sẻ, chuyện tình anh hàng xóm, cô nàng nhà bên đã có một cái kết viên mãn. Hôm qua khi lễ cưới xong, mình bận rộn dọn dẹp một hồi rồi mới mở điện thoại ra xem và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đám cưới mình lại nổi như cồn trên mạng như vậy. Hai vợ chồng vui lắm, xem như là món quà cưới đặc biệt mà mọi người dành tặng. Thực ra mình và anh biết nhau từ lâu, thậm chí hai nhà sát vách, còn có cả ô cửa thông ở trên tầng nên thân thiết lắm, nhưng phải sau này hai đứa mới nảy sinh tình cảm nam nữ. Sau đám cưới, mình cảm giác như có thêm một gia đình, một ngôi nhà thứ hai và cực kỳ hạnh phúc kia nội ngoại chỉ cách nhau có vài bước chân, không phải chịu cảnh nhớ nhà sau khi đi lấy chồng. Theo nhiếp ảnh Tuấn Vũ, khách đến dự đám cưới đều vô cùng thích thú trước lễ cưới cho chung một rạc hiếm có khó tìm này, ai đến dự cũng vui lắm, bà con hai họ còn cười rộn ràng khi đến phần rước dâu, cô dâu thay vì đi vòng thì lại đi tắt chỉ ba bước chân đã sang đến nhà chồng. Đám cưới còn nói, họ nhà trai không quản ngại đường xá xa xôi đến rước dâu.